Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường Cao đẳng nghề An Giang. Và đến với buổi trò chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị diễn giả của chương trình. Xin được giới thiệu thầy Lê Vĩnh Triều, tổ trưởng tổ bộ môn điện lạnh, và tôi là người dẫn chương trình Thiên Thanh. Như quý vị và các bạn đã biết thì trong thời buổi thừa thầy thiếu thợ như hiện nay thì nhu cầu học nghề tại các trường nghề hiện là một nhu cầu vô cùng thiết thực. Có thể nói thiết thực là vì các em có thể nhanh chóng tiếp cận với việc làm và sẽ có thể có một công việc ổn định, nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần để ổn định và phát triển xã hội. Cao đẳng nghề An Giang là một trường dạy nghề lớn nhất của tỉnh An Giang với số lượng học sinh, sinh viên hàng năm khá lớn, với tương đối đầy đủ các nghề để giúp cho các em học sinh, sinh viên có thể lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với sở thích và năng lực của mình. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những hình ảnh giới thiệu về cơ sở vật chất của trường Cao đẳng nghề An Giang. Trường Cao đẳng nghề An Giang với tổng khuôn viên trên 10 hectare được chia làm các khu sau. Thứ nhất là khu dãy phòng học lý thuyết dành cho các em học lý thuyết. Và thứ hai là khu xưởng thực hành dành cho các em học thực hành. Và thứ ba là nhà thi đấu đa năng để dành cho các em có các buổi giải trí sau những giờ học căng thẳng. Và cuối cùng là khu ký túc xá dành cho các em học viên ở xa để đến học tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, thì chúng ta vừa được theo dõi những hình ảnh về trường Cao đẳng nghề An Giang. Và trở lại với buổi tọa đàm hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề điện lạnh tại trường Cao đẳng nghề An Giang đang đào tạo. Và thông qua buổi trao đổi hôm nay thì chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp được cho các em học sinh, sinh viên có thể hiểu rõ và xác định cho mình đây sẽ là một trong những ngành nghề mình sẽ theo đuổi trong thời gian sắp tới. Và để rõ hơn những thông tin thì chúng ta sẽ cùng trao đổi nhiều hơn với thầy Lê Vĩnh Triều, tổ trưởng tổ bộ môn điện lạnh. Xin được chào thầy Triều. Xin thầy cho biết thì thông tin của buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta với cái thông điệp là nghề điện lạnh với cơ hội và thách thức, thì nội dung của buổi tọa đàm hôm nay chủ yếu sẽ cung cấp được cho quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh, sinh viên những cái thông tin bổ ích nào. Xin chào Thiên Thanh cùng quý vị khán giả và các em học sinh thân mến. Thì đến buổi tọa đàm hôm nay thì cái mục đích chính là truyền tải thông tin đến các em về nghề điện lạnh mà các em đang học, các em sẽ học và các em sẽ chọn học sắp tới tại trường Cao đẳng nghề An Giang, bao gồm các nội dung sau. Thứ nhất là nghề điện lạnh có phải là cái ngành nghề mà phù hợp để các em chọn mà các em học không. Thứ hai là cơ hội việc làm, có nghĩa là sau khi các em học xong thì các em có thể có việc làm liền hay không, và có thể lựa chọn công việc phù hợp với mình hay không. Và thứ ba là để sau khi ra trường có việc làm thì các em muốn đăng ký học thì học những ngành nghề nào, các cấp trình độ như thế nào và thời gian học bao lâu. Thì hôm nay chúng tôi sẽ truyền tải đến em các thông tin về các nội dung đó. Xin cảm ơn thầy Triều. Quý vị và các bạn thân mến, thì với cái thông điệp mà cái buổi tọa đàm hôm nay hướng đến thì chúng tôi rất là mong muốn sẽ nhận được những câu hỏi tương tác từ quý vị và các bạn thông qua cái buổi livestream hôm nay, và các bạn sẽ đặt những câu hỏi của mình trong phần comment của chương trình để mà thư ký của chúng tôi sẽ tổng hợp và chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái phần sau của livestream. Thì thưa thầy Triều, gần đây thì Thiên Thanh có nghe một thông tin là nghề điện lạnh đang là một trong những nghề có số lượng học sinh, sinh viên chọn học nhiều nhất, không chỉ riêng đối với trường Cao đẳng nghề An Giang mà còn rất là nhiều trường nghề khác trong cả nước. Như vậy thì thông tin này có chính xác hay là không ạ? Xin được trả lời với Thiên Thanh thì đây là một thông tin thì tương đối chính xác. Thì hiện tại đây thì không phải riêng trường Cao đẳng nghề An Giang mà những trường cao đẳng nghề ở những trường dạy nghề ở cả nước, từ Nam ra Bắc, thì cái nghề điện lạnh là nghề hiện tại được số lượng học sinh đăng ký với số lượng là khá đông. Và các em vì lý do gì mà các em chọn nghề đó thì chúng ta hãy cùng trao đổi một số nội dung về cái nghề điện lạnh như sau. Thứ nhất là cái nghề này có phải là cái nghề phù hợp để các em chọn sắp tới hay không, và thứ hai là cái nghề điện lạnh đó là sao, cái đảm bảo được việc làm nghề nghiệp mà các em sau khi học xong các em ra đi làm được hay không. Như vậy thì để giải quyết cái nội dung này thì trước tiên mình sẽ cùng trao đổi về thảo luận về cái nội dung là nghề điện lạnh có phải là ngành nghề phù hợp hay không. Thì như chúng ta đã biết là với nhu cầu phát triển của xã hội thì bây giờ nhà cửa rồi xây dựng khang trang rồi những tòa nhà cao tầng cao ốc một rất là nhiều, và ngay cả ở nhà đi nữa, ví dụ như ở nhà của Thiên Thanh đi, thì theo Thiên Thanh thì cái ở nhà Thiên Thanh thì Thiên Thanh thấy được là cái những thiết bị lạnh mà phục vụ
cho gia đình mình, cho cuộc sống mình ở nhà là những thiết bị nào? Nhà em thì có tủ lạnh, có máy lạnh. Còn thí dụ ở cơ quan? Ở tại cơ quan thì em thấy cũng có, trước tiên phải có máy lạnh, tủ lạnh thì tùy chỗ có chỗ không. Đúng rồi, thì đó là xung quanh mình, xung quanh mình thì bây giờ đa số là đều phải có tủ lạnh, tại vì tủ lạnh là cái nơi mà để bảo quản thực phẩm, để mình có thể thực phẩm mình có thể để ngày này qua ngày khác với cái nó không bị hư hỏng. Thứ hai là về máy điều hòa. Máy điều hòa thì em thấy là sau một ngày đi làm mệt nhọc về, và đặc biệt là với cái thời buổi hiện nay là quá nóng. Thời tiết như chúng ta biết là nhiệt độ của trái đất thì càng ngày càng nóng. Và như vậy thì khi chúng ta về thì nó không phải như hồi xưa mà thoáng mát nữa. Thành ra là máy lạnh là một cái thiết bị hầu như là chiếm một phần lớn đối với các gia đình. Đó là nói về nhà chúng ta thì các thiết bị lạnh nó có rất là nhiều rồi. Vậy khi chúng ta thấy là những cái chung cư, những cái nhà cao tầng bây giờ mọc ra càng nhiều, mà mỗi nhà thì lại đều phải có những thiết bị đó, thành ra là cái nhu cầu về bảo trì sửa chữa thiết bị sẽ càng nhiều. Và đương nhiên là cái người thợ mà để bảo dưỡng bảo quản để bảo trì sửa chữa đó, thì nó sẽ đương nhiên sẽ tăng theo. Đó là về cái phần dân dụng của mình thôi, còn chưa kể là các về cái xí nghiệp bây giờ, ví dụ như nhà máy chế biến thủy sản hoặc là các khu công nghiệp thì các nhà máy đó thì cũng có sử dụng tủ lạnh, và trong đó thì đương nhiên là người ta cũng phải cần có những cái người thợ để mà bảo trì, bảo dưỡng, vận hành đó. Thành ra là so với như vậy thì với nhu cầu phát triển xã hội thì cái nhu cầu về thợ điện lạnh càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là cái khảo sát thực tế thời gian gần đây thì chúng ta thấy như là qua cái mùa lạnh như đợt rồi, qua mùa nóng được rồi, thì chúng ta thời tiết nóng thì lúc này là khi mà người sử dụng máy điều hòa đó, người ta hư, người ta kêu thợ thì thực tế là thợ không thể tới liền được, mà có thể là có thể là một buổi, có thể là hẹn ngày mai, có thể là khoảng 2 ngày thì thợ mới tới được, tại vì cái số lượng máy móc mà cần bảo trì hư hỏng nó quá nhiều mà thợ thành ít. Thành ra đối với theo tôi thì đó cái xu hướng hiện nay thì các em chọn nghề để nó phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Nó càng ngày nhu cầu càng nhiều thì thợ thì phải càng nhiều thôi. Thì có lẽ là trước mắt thì việc mà chọn cái nghề này thì do là cái nhu cầu từng thị trường. Bên cạnh đó là các em học xong thì có thể là nhanh chóng tìm được việc làm, cho dù không đến một cái xí nghiệp hoặc là một cái cơ sở nào đó thì các em cũng có thể là tự sửa chữa hoặc là mở cái công ty riêng của mình, mở một cái đơn vị sửa chữa tự của mình. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái phần mà thiết bị lạnh đó thì khi mà nó có một cái đặc biệt là nó không phải như là tivi hoặc là tủ hoặc là cái nồi cơm thì mình mua về mình xài là xài tới khi nào nó hư thôi. Thì khi mình sử dụng thiết bị lạnh thì nó có cái điều khá quan trọng. Điều đó là cái đặc biệt gì khi mà Thanh sử dụng máy điều hòa thì Thanh có để ý không? Dạ thì em thấy là xài một thời gian thì nó sẽ giảm dần cái độ lạnh và phải gọi thợ đến để mà người ta vệ sinh, rồi người ta phải bơm thêm ga. Đây là bảo trì sửa chữa đó, ha. Dạ. Đúng chính xác là vậy, tại vì cái hệ thống lạnh của mình nó không phải như những máy móc khác. Dạ. Mà khi mình sử dụng á là tới thời gian mình phải định kỳ bảo dưỡng. Bảo dưỡng thì nếu mà mình không bảo dưỡng thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng kèm theo, phụ kèm theo, giống như là hao điện là một, thứ hai là mình sử dụng máy lạnh mà chạy nó không lạnh, và thứ ba là nếu như mình không bảo dưỡng đúng định kỳ thì nó sẽ gây ra hư hỏng. Mà khi hư hỏng thì lúc đó là mình sẽ tốn ra một cái chi phí tiền khá lớn so với lại mình bảo dưỡng. Thành ra cái điều đặc biệt đó mà cái thợ điện lạnh là giống như công việc của họ là họ sẽ có liên tục, chứ không phải là như những người thợ mà sửa tivi hay là gì đó, lâu lâu hư mới là có sửa. Giống như là định kỳ luôn, là đúng. Cái máy của mình sử dụng được khoảng mấy tháng thì phải châm ga một lần, phải vệ sinh một lần. Đúng rồi, phải bảo trì, bảo dưỡng đó. Thành ra là cái đặc điểm đó làm cho cái người thợ điện lạnh họ sẽ có công việc làm liên tục. Chứ không phải là họ sẽ gián đoạn trong cái mùa thời điểm nào đó. Thì em nghĩ là với cái nhu cầu về việc làm như thế này thì đây thực sự là một cái ngành hot trong cái giai đoạn hiện nay. Như vậy thì đối với cái ngành nghề mà có thật là nhiều sự lựa chọn cho các em sau khi mà tốt nghiệp ra trường như thế này thì nhiệm vụ còn lại của các em thì sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái ngành học này và sẽ chọn học như thế nào, và thời gian đào tạo của cái ngành này là bao lâu, và cụ thể thêm những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề đào tạo thì xin mời thầy Triều sẽ cung cấp thêm những cái thông tin cho các em nắm. Thì về phần này thì để đến phần đó thì xin giới thiệu trước về các em về các công việc làm mà các em có thể sau khi ra trường thì các em có thể chọn để làm.
Thì với học nghề điện lạnh thì theo Thanh thì những em học điện lạnh ra có thể làm ở những chỗ nào? Ví dụ theo Thanh nghĩ. Em nghĩ thì trước mắt là sẽ làm tư nhân ở nhà được. Ví dụ như là mình làm dịch vụ thì alo tới thì mình sẽ chạy đến mình sửa. Và nếu như mà mình có nhiều mối thì chắc chắn là công việc mình sẽ là làm hàng ngày luôn. Đó là còn nếu không thì em nghĩ là sẽ làm nhân viên của các cái siêu thị điện máy, rồi những cái nơi gọi là trung tâm bảo hành cung cấp dịch vụ này. Hoặc là làm cho những cái xí nghiệp, nhà máy mà có sử dụng những thiết bị điện lạnh mà với số lượng lớn, phải thành lập một cái bộ phận để mà phục vụ luôn. Chính xác. Thì cảm ơn ý kiến của Thiên Thanh. Thì thực ra thì đối với nghề điện lạnh đó, khi các em học ra thì nó sẽ có tương đối nhiều sự lựa chọn. Thứ nhất, ví dụ như là các em có thể làm nhân viên bảo trì sửa chữa ở các nhà máy xí nghiệp. Ví dụ như là mình ở An Giang này thì cái nhà máy chế biến thủy sản cá Pa Sa rất là nhiều. Thì các em có thể xin vô làm ở đó với cái thiết bị là máy móc lớn. Thứ hai là các em có thể làm nhân viên bảo trì ở các tòa nhà cao tầng, ví dụ như các tòa nhà mới bây giờ, ví dụ như khu thành quỷ hay là tòa nhà Viettel hay là Đại Diện Thành An Giang. Thì những cái nhà đó là họ sử dụng những cái hệ thống điều hòa trung tâm lớn, thì các em có thể xin như đó để làm nhân viên bảo trì. Thì bắt buộc những cái tòa nhà đó thì phải có nhân viên bảo trì riêng, các em có thể làm cái đó. Và các em có thể thứ ba là các em có thể làm nhân viên bảo trì ở các trung tâm thương mại mua sắm, ví dụ như là ở siêu thị Co.op, nó cũng có cái hệ thống lạnh rất là lớn. Và thứ hai là siêu thị Megamart ở dưới Metro cũ đó, thì nó cũng có cái hệ thống lạnh rất là lớn, thì các em cũng có thể làm ở chỗ đó. Và cái thứ tư thì có thể các em có thể làm nhân viên bảo trì lắp đặt ở các trung tâm điện máy, cửa hàng điện máy, ví dụ như là điện máy Sâm, điện máy Chợ Lớn, rồi Nguyễn Kim hoặc là Nguyễn Huệ. Thì đó là những cái nơi mà các em có thể xin vào đó để làm. Và thứ năm là các em có thể làm nhân viên bảo trì ở của các hãng điện lạnh, ví dụ như là hãng điện lạnh Daikin, Toshiba. Có nghĩa là những cái hãng đó họ ở mỗi tỉnh họ sẽ có thành lập những cái trạm bảo hành, thì mình sẽ xin vào làm nhân viên cho đó. Thứ sáu là họ có thể làm nhân viên ở các công ty xây dựng. Vậy thì khi chúng ta biết là khi họ xây dựng công trình đó, thì những công trình nhà cao tầng đó thì hệ thống lạnh rất là quan trọng. Mà đặc biệt ở những chỗ này thì họ cần số lượng nhân viên rất là nhiều, tại vì những cái tòa nhà cao tầng chúng ta biết là vài chục tầng rất là cao, rất là nhiều, đó là cái số lượng họ thợ họ cần rất là nhiều, đặc biệt là chỗ này. Và thứ bảy thì nếu mà nhỏ hơn thì họ có thể xin ở những chỗ cơ sở điện lạnh ở xung quanh, ví dụ Long Xuyên mình cơ sở điện lạnh nhỏ thì rất là nhiều, họ có thể xin cho đó làm. Và cái cuối cùng là những em này, nếu mà như mà các em học trong quá trình học mà các em giỏi, các em có thực hành thường xuyên quen, thì các em ra có thể là các em sẽ gom hai bạn hoặc ba bạn thành lập một cái cơ sở riêng của các em. Các em có thể tự làm riêng cho mình được nữa. Thì đó là giới thiệu về cái 8 cái chỗ mà các em có thể ra có thể làm được. Thì những cái chỗ này nó tùy theo hoàn cảnh của mấy em. Những em thích làm xa, những em thích làm gần, những em thích làm ban ngày, không thích làm ban đêm. Ví dụ như là ở xí nghiệp thì làm ban đêm, nói gì đó. Thì thành ra là tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của mấy em có thể chọn cho nó phù hợp với mình. Thường thì mỗi một khóa đào tạo của mình là số lượng mình tuyển vào ngành này là bao nhiêu vậy? Thường thì với cái nhân sự ở trường Cao đẳng Nghề An Giang thì một khóa thì thường tầm khoảng chừng 300. Hàng năm như vậy thì cái số lượng này mình có đủ để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường tại An Giang hay không? Hiện tại thì theo những năm gần đây thì số lượng không đáp ứng, tại vì khi mà tốt nghiệp á, thì có những công ty họ tới để họ tuyển nhân viên số lượng. Vì khi họ tới tuyển thì đa phần họ tuyển được rất là ít, tại vì trong quá trình học và với cái mối quan hệ của các em thì các em đã có xin được những cái chỗ rồi. Thành ra khi mà tới tốt nghiệp rồi thì hầu hết là các em khoảng 70-80% là các em có việc làm. Thành ra là họ tuyển thì tuyển được rất là ít. Thì em nghĩ là với 8 cái cơ hội việc làm mà nãy giờ thầy Triều trao đổi thì các bạn học ngành này thì phải nói là rất là khó có khả năng là thất nghiệp. Như vậy thì em cũng không biết là cái chương trình đào tạo của mình là đối với các bạn là có khó hay không, và cái thời gian mà mình học thì mình phải thực hành như thế nào để mà đảm bảo là khi mà mình ra trường rồi thì mình sẽ gọi là cứng tay nghề để có thể là đi làm liền, phục vụ liền cho cái ngành này. Thì xin mời thầy sẽ trao đổi kỹ thêm một số thông tin về mình. Thì hiện tại ở trường Cao đẳng Nghề An Giang thì có đào tạo các cấp trình độ, thứ nhất là về cao đẳng, thứ hai trình độ trung cấp, thứ ba là trình độ sơ cấp. Sơ cấp thì hiện tại có sơ cấp bậc 1, bậc 2, bậc 3, rồi đào tạo thường xuyên.
Thì đối với trình độ cao đẳng thì các em phải vào học với thời gian là 2,5 năm. Và với trình độ trung cấp thì các em vào học với thời gian là 2 năm. Còn trình độ sơ cấp thì các em có thể học tùy theo các bậc là có thể là 3 tháng hoặc là 6 tháng. Còn đào tạo thường xuyên thì các em có thể là đăng ký tại trường bất kỳ thời điểm nào. Đủ số lượng khoảng vài mở lớp thì sẽ mở lớp với thời gian đào tạo khoảng 3 tháng. Với cái điều kiện các em đăng ký học thì cũng tương đối là dễ. Ví dụ trình độ cao đẳng thì các em tốt nghiệp phổ thông. Với trình độ trung cấp thì các em tốt nghiệp trung học cơ sở. Và với trình độ sơ cấp và thường xuyên thì chỉ cần yêu cầu là trên 15 tuổi và đủ điều kiện sức khỏe. Và cái thời nội dung học ở trường thì cái phần thực hành đó, thì đa phần cái thời gian thực hành nào chiếm khoảng trên 70%, còn lại là lý thuyết. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì ở Nghệ Điện Lạnh thì có tổ chức vừa học vừa cho các em đi thực tế. Có nghĩa là học xong một phần cho các em đi ra ngoài để các em tiếp cận với những cái thực tế bên ngoài. Rồi sau đó các em quay lại học tiếp. Thành ra với cái lý do đó mà làm cho cái trình độ tay nghề của các em nó sẽ quen với thực tế hơn. Vậy thì khi ra trường thì các em sẽ dễ dàng tiếp cận với công việc hơn. Như vậy thì em không biết là tất cả các khóa đào tạo của mình vừa qua thì số lượng các bạn nữ có theo học ngành này nhiều hay không anh, hay là toàn khóa thì đều là nam hết? Thời gian đầu khoảng năm 2010 thì cũng có bạn nữ, nhưng mà thời gian gần đây thì không thấy học sinh nữ đăng ký. Với một lý do có thể là các em nó thấy khi học Điện Lạnh thì có thể là làm việc tay chân rồi nặng nghề, thành ra nữ thì nó ngại. Nhưng mà đối với Nghề Điện Lạnh thì nếu mà đối với có nữ thì vẫn học được, chứ không, tại vì nữ tham gia học Điện Lạnh thì không phải là họ sẽ ra họ thực hiện thao tác bóc khóa mà leo trèo hay là gì đó, mà có thể là họ là nhân viên tư vấn ở những cái trung tâm điện mát. Tại khi họ biết chuyên môn rồi họ sẽ tư vấn cho khách hàng về cái máy lạnh, về cái đặc điểm của thông số của mát cũng được. Và thứ hai là họ có thể làm ở phòng kinh doanh, ví dụ như là họ làm ở phòng kinh doanh bán mát thì họ sẽ giới thiệu tư vấn cho khách hàng các loại máy nào, cái dòng máy nào. Thì công việc đó là công việc cũng là một người của người rành về chuyên môn điện lạnh mà họ làm. Thành ra là vấn đề gì sau này thì một số em nữ thì họ giống như là chưa có nắm rõ được cái công việc mà họ làm sau này. Thành ra có thể là họ e ngại về cái khả năng làm việc của mình họ hiện tại không đó. Thì cũng đúng, tại vì em thấy là mỗi lần mà em nhờ mấy anh đến mà sửa giùm em bơm ga gì đó là mấy anh vác rất là nhiều đồ đi theo mà phải leo lên, có khi là máy lắp ở trên nóc nhà thì phải trèo lên. Đúng. Cho nên là chắc có lẽ là do chưa có nắm được những cái thông tin này cho nên đúng. Là các bạn nữ sẽ rất là ngại khi mà đăng ký vào học ngành này. Và em cũng hy vọng là sau cái buổi trò chuyện này thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn và những cái thông tin đầy đủ hơn để mà chúng ta lựa chọn cái ngành nghề theo học. Như vậy thì chúng ta đã có rất là nhiều cái thông tin liên quan đến ngành nghề mà thầy Triều vừa trao đổi, và chúng tôi cũng đã nhận được một số câu hỏi từ phía các bạn khán giả đã nhắn tin qua cho cái trang fanpage của chúng tôi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có câu hỏi thứ nhất là các bạn hỏi là sau khi học xong ở trường thì trường chúng ta có giới thiệu việc làm cho các bạn học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp hay không? Thì xin mời thầy Trừ sẽ trả lời câu hỏi này của em. Thường thì sau khi các em gần đến tốt nghiệp hoặc là các em tới thi tốt nghiệp thì cũng có một số công ty họ đã đến đặt hàng. Và sau khi tới tốt nghiệp xong họ bắt đầu nhận bằng tốt nghiệp thì cũng có một số công ty là họ đến để mà họ sẵn sàng ký hợp đồng để mà làm việc. Thành ra là bên Nghề Điện Lạnh thì đa phần là tới khi ra trường thì hầu hết các em đều có chỗ có việc làm. Có một câu hỏi thứ hai vừa gửi đến thì câu hỏi này như sau là sau khi tốt nghiệp thì em có thể có việc làm ngay được hay không, hay là còn phải học thêm những cái chứng chỉ bổ sung thì mới có thể đi làm được. Xin mời thầy chị sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Thì cái này liên quan tới phần nội dung học của em thì như chúng ta đã biết hồi khi các em học thời gian trước đó, thì các em học ở trường. Sau khi mà học tốt nghiệp xong ở trường thì em ra ngoài các em làm thì đa phần là các em phải làm để quen công việc, là họ sẽ cho em thực tập hoặc là gọi là học bổ sung trong khoảng thời gian vài tháng. Nhưng mà với thời gian gần đây thì trường chúng ta nâng cấp lên là có vừa học vừa đi thực tế,
Thành ra là nếu như mà sau khi tốt nghiệp ra trường thì em có thể là tiếp cận với công việc nhanh hơn rất là nhiều. Đã quen với công việc thực tế, đã biết công việc thực tế rồi, thành ra là các em sẽ tiếp cận với công việc thực tế dễ dàng hơn so với là năm trước. Thì trường có cái cải tiến thêm phần này. Xin được cảm ơn thầy. Và một câu hỏi vừa được gửi đến nữa, đó là bạn Quang Sáng hỏi là trường cao đẳng của mình thì xét học bạ được không thầy đối với ngành này? Xin mời thầy Triệu. Trường thì hàng năm thì có tuyển sinh với hình thức là xét tuyển, thành ra là cái các em cứ nộp hồ sơ theo đúng cái yêu cầu là có xét được. Bạn Lộc Trần có một câu hỏi như thế này. Thầy ơi, sau khi học xong thì trường có giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp được không vậy? Thì câu hỏi này hồi nãy là chung với câu đã vừa trả lời xong. Nhưng mà không biết là thầy Triệu có thể cung cấp thêm một số thông tin để cho bạn có thể tự tin hơn, ví dụ như là những cái công ty đối tác của bên trường mình, hoặc là những cái cơ sở mà ở tại địa bàn Long Xuyên luôn là có một cái mối gắn kết với trường mình, để mà giới thiệu việc làm cho các bạn, thì để các bạn có thể tự tin hơn. Thì hiện tại trường các em học sinh khi học thì cũng an tâm, tại vì hiện tại trường là cũng có ký kết hợp tác đào tạo với lại các đa phần các doanh nghiệp ở Long Xuyên, bao gồm là các em có thể làm ở các xí nghiệp máy biến chế biến thủy sản, ví dụ như là công ty Agipip. Rồi đối với các trung tâm điện máy thì có trung tâm mua sắm Nguyễn Huệ hoặc là Nguyễn Kim, thì các em có thể sau khi tốt nghiệp thì các em có thể ra đó làm, hoặc là các cơ sở điện lạnh tư nhân bên ngoài thì cũng cơ sở điện lạnh tư nhân bên ngoài thì cũng tương đối khá nhiều đã ký kết với trường. Ví dụ như các em đi thực tập bên ngoài cũng vậy, mà các em ra mà muốn xin việc làm thì vẫn xin những cái chỗ mà đã ký kết với trường được. Em được biết là không biết là thầy là tổ trưởng của tổ bộ môn, thì ngoài cái công việc ở trường thì thầy có mở thêm cái cơ sở để phục vụ cho cái công việc bảo trì và ấy không ạ? Nói chung là việc giảng dạy thì cũng có mở thêm cơ sở để mà mình chủ yếu là mình tiếp cận thực tế. Tiếp cận thực tế, ví dụ như là những máy móc thực tế sau này nó ra những máy đời nào mới nào thì mình cứ tiếp cận. Và khi mình tiếp cận được thì mình mới bổ sung kiến thức mình để mà mình có thể giảng dạy cho các em, để mà các em sau này ra các em có thể là theo kịp cái thiết bị máy móc mới ở ngoài thị trường. Và qua cái cơ sở của thầy thì thầy có nhận sinh viên và có giới thiệu việc làm cho các em không ạ? Thì cơ sở thì cũng giống như là những cơ sở khác, có nghĩa là tới những đợt thực tập thì vẫn nhận sinh viên để thực tập, cũng tương tự như những cơ sở khác. Và bộ phận thư ký cũng vừa gửi tới chương trình, chúng ta có thêm hai câu hỏi nữa. Thì bạn Linh Nguyễn có hỏi là thầy ơi, sau khi đi đăng ký thì em sẽ cần đem theo giấy tờ gì ạ? Cái này thì các em trước tiên là khi đăng ký học nghề điện lạnh thì em cứ việc đi đến trường cao đẳng nghề An Giang, bộ phận khâu tuyển sinh, thì lúc đó chỗ đó người ta sẽ hướng dẫn mình bổ sung những giấy tờ cần thiết để mình có thể mà mình về mình chuẩn bị một lần một, mình nộp cho nó tiện. Thành ra là khi đó thì trực tiếp em tới phòng tuyển sinh thì em sẽ được sự hướng dẫn của phòng ban tuyển sinh. Một câu hỏi của bạn Lộc Trần là thầy ơi, sau khi tốt nghiệp nghề điện lạnh thì em có thể mở tiệm làm riêng ở nhà được không thầy? Và những cái giấy tờ thủ tục mà để mở tiệm thì có phức tạp hay không? Sau khi tốt nghiệp thì như trao đổi lúc nãy là các em có thể là mở tiệm làm riêng được, nhưng mà tùy theo cái quy mô của các em, ví dụ như nhỏ lớn thì đã tùy theo điều kiện của các em mà các em có thể là xin thủ tục đăng ký. Thì cái phần đó thì liên quan tới phần đăng ký về giấy phép kinh doanh, thủ tục kinh doanh này, thì phần đó nói chung hiện tại bây giờ thì cũng tương đối dễ, không khó. Phần đó thì dễ, thành ra là các em có thể mở riêng và các em có thể đăng ký thủ tục giấy phép kinh doanh bình thường. Một câu hỏi nữa của bạn Tido là trường cao đẳng của mình thì có liên thông lên đại học không thầy đối với nghề điện lạnh? Trường cao đẳng cái liên thông lên đại học thì nghề thì ở đối với hệ nghề thì chỉ có cao đẳng thôi, còn liên thông đại học thì trường có tổ chức liên kết với những cái trường đại học sư phạm kỹ thuật để mà họ tuyển sinh, họ dạy nghề gọi là bên phần đại học. Bên đại học thì đăng ký riêng. Thì cái phần đó thì trường cũng có liên kết với là những cái trường đại học khác để mà mở những ngành nghề liên quan là điện lạnh, trong đó có điện lạnh. Thêm một câu hỏi nữa đó là đối với nghề điện lạnh thì khi theo học ở trường thì các bạn học sinh sinh viên sẽ có những cái ưu đãi cũng như là những hỗ trợ gì hay không từ phía nhà trường? Ưu đãi hỗ trợ từ phía nhà trường thì trường thứ nhất là về cái chỗ ở, ký túc xá.
thì cái đó là theo quy định của ủy ban mà hỗ trợ phần đó, với chi phí thì tương đối sẽ thấp hơn. Về phần hỗ trợ tiếp theo thì chỉ có là phần về hỗ trợ địa điểm thực tập, còn về kinh về chi học phí đào tạo thì nó theo cái quy định chung. Đó, thành ra là cái phần đó thì chỉ hỗ trợ được phần thực tập thôi. Một câu hỏi nữa của bạn Trần Thoại là: thầy ơi, năm nay tuyển sinh vào thời gian nào đối với học sinh gần tốt nghiệp trung học phổ thông vậy thầy? Xin mời thầy giải đáp giúp em. Thời điểm tuyển sinh của trường Đại học Nghề An Giang thì bắt đầu từ thời điểm này, nhưng mà các em mà để chốt hồ sơ nhập học thì khoảng giữa tháng 8, cuối tháng 8, rồi các em sẽ nhập học vào tháng 9. Nhưng mà trường thì hiện tại bây giờ nhập học chia theo từng đợt. Đợt tháng 9, rồi tháng 10, rồi có thể là tháng 12 đó, tùy theo năm. Thành ra là cái nói chung là tuyển sinh sau khi em thi đại học xong thì sau đó thì các em có thể lựa chọn học ở trường Đại học Nghề An Giang. Có một câu hỏi tiếp theo là bên cạnh việc học tập ở tại trường đối với ngày này thì tụi em có thể tham gia được những cái hoạt động ngoại khóa gì ở trường? Xin mời thầy. Thì các hoạt động ngoại khóa thì trường cũng có tổ chức nhiều hoạt động, ví dụ như là đi về nguồn, du khảo về nguồn, hoặc là những cái buổi gọi là những cái buổi của đoàn thể tổ chức, và những cái hoạt động của đoàn thể tổ chức thì những hoạt động chung bên đoàn thể, thành ra là các em có thể tham gia những hoạt động đó. Thiên Thanh biết là hoạt động đoàn của trường Cao đẳng Nghề An Giang cũng rất là sôi nổi, và hàng năm thì đoàn trường cũng luôn xếp loại xuất sắc đối với công tác đoàn và phong trào sinh viên. Thì khi mà tham gia vào học tại trường mình thì chắc chắn là các bạn sẽ được tham gia rất là nhiều các hoạt động do tổ chức đoàn phát động và thực hiện. Và bên cạnh đó thì có một cái câu hỏi như sau, đó là nếu như theo học ở trường, em đi làm thêm ở ngoài thì có được đăng ký ở ký túc xá của trường hay không? Để xin mời thầy. Thì nếu mà học sinh của trường thì các em có thể đăng ký ở ký túc xá được bình thường. Và cái giờ mở cửa ký túc xá mình là có thoáng hay không thầy? Nói chung là giờ mở cửa ký túc xá thì để đảm bảo an toàn cho những em học sinh, những người ở trong đó thì họ sẽ có quy định gì rất riêng, nhưng mà cũng đảm bảo đủ thời gian để mà các em có thể làm thêm. Nếu mà các em làm thêm bây giờ thì chắc cũng đảm bảo đủ thời gian để cho em ở trong ký túc xá. Bạn Phúc thì có một câu hỏi là trường mình thì có những cái nguồn học bổng nào đối với sinh viên khó khăn hay không thầy? Trường thì cũng hàng năm cũng có các nguồn học bổng của nhà tài trợ, ví dụ như là học bổng, trước tiên là học bổng của về các em học trong trường á, thì những em học khá giỏi trong lớp thôi thì đã có học bổng đó rồi. Thứ hai là những học bổng ở ngoài, giống như là học bổng sản xuất khuyến khích, hoặc là những của những nhà tài trợ khác tùy theo hàng năm đó. Thành ra là cũng có học bổng. Có lẽ là cái buổi tư vấn của chúng ta hôm nay nhận rất là nhiều câu hỏi tương tác từ các bạn học sinh sinh viên. Và thêm một câu hỏi nữa, đó là thầy ơi, em đăng ký online được không thầy, hay là bắt buộc phải đến trường đăng ký để nộp hồ sơ? Các em muốn học và đăng ký online thì có thể đăng ký được. Cái đó thì các em cứ liên hệ lên fanpage, hoặc là liên hệ với trang web của trường ở phòng đào tạo, liên hệ phòng đào tạo, các em có thể đăng ký online được. Vâng, và đang có thêm một câu hỏi nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem câu hỏi này là gì. Thưa thầy, em nếu như tốt nghiệp lớp 9 thì thủ tục và hồ sơ xét tuyển vào trường để học ngành này thì sẽ cần những cái thông tin nào và những cái thủ tục giấy tờ nào? Nếu như em tốt nghiệp lớp 9 thì các em chỉ có cần bằng tốt nghiệp cơ sở, rồi cái học bạ, thì các em sẽ đăng ký vào trường với cái giấy đăng ký giống như là những đăng ký học về bình thường, những cấp độ trình độ khác. Nhưng mà lớp 9 thì các em chỉ học được ở trung cấp, với thời gian đào tạo là 2 năm. Và bạn cũng hỏi thêm là đối với học sinh trung học cơ sở thì sẽ tuyển sinh vào thời gian nào? Thì học sinh trung học cơ sở hay là trung học phổ thông thì cũng tuyển sinh theo cái thời gian, mốc thời gian tuyển sinh của trường. Như nãy nói là khoảng giữa tháng 8 và khoảng tháng 10, 11 và tới khoảng tháng 12, tùy theo hàng năm. Như vậy thì cái
quá trình đào tạo giữa các hệ là trung cấp, cao đẳng, sơ cấp và thường xuyên. Thì bốn cái mức độ đào tạo này khi mà các em theo học ra xong thì cái mức độ về cái việc mà được nhận và xin việc làm, người ta có một cái sự phân biệt nào không ạ? Hay là tất cả những cái bạn này thì tùy theo là cái tay nghề thực tế mà họ test trước khi mà họ nhận vào thì họ sẽ đánh giá trên cái đó? Cái phần này thì khi các em ra các bằng trình độ trung cấp hoặc cao đẳng hoặc sơ cấp thì nó sẽ khi làm ở công ty xí nghiệp thì tùy theo cái bằng cấp mà họ sẽ xác định cái mức lương là một. Thứ hai là một số chỗ công ty, đối với cơ sở công ty ngoài thì họ sẽ theo cái tay nghề. Ví dụ như em trung cấp nhưng mà em có tay nghề giỏi thì người ta sẽ trả lương theo cái tay nghề. Thì nó tùy theo cái chỗ mà em nhận nộp hồ sơ để em xin việc thì cái mức lương với lại cái mức so sánh của người ta sẽ khác nhau. Chúng ta sẽ xem còn câu hỏi nào không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, thì sau hơn 30 phút trao đổi thì chúng ta đã giải mã được rất là nhiều thông tin liên quan đến nghề điện lạnh, và tin rằng sẽ có rất là nhiều câu hỏi sẽ được gửi đến chương trình sau khi mà các bạn và quý phụ huynh sẽ xem lại cái chương trình phát trực tiếp hôm nay. Thì mong muốn là với những thông tin mà chúng tôi cung cấp thì quý vị cũng như là các em học sinh sinh viên sẽ có thêm được nhiều thông tin chính xác hơn về nghề điện lạnh và sẽ suy nghĩ để lựa chọn chúng ta có nên đăng ký vào ngành này hay không, với một cái cơ hội việc làm rất là đáng để suy xét. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi chương trình và cùng lắng nghe những cái thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ. Thì một lần nữa xin được cảm ơn thầy Triều đã đến với chương trình, và xin được chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những cái buổi tư vấn lần sau. Xin kính chào.